Việt Nam Esports TV kính chào quý vị khán giả, và ngày hôm nay là một ngày thi đấu mới của LCK và hứa hẹn rất nhiều điều thú vị. Ngày hôm nay có rất nhiều đội tuyển mạnh LCK sẽ ra quân, và đầu tiên trong trận đấu này, cặp PO3 đầu tiên sẽ là KT Roster sẽ đối đầu với cả MVP. KT thì đã có được một chiến thắng trước đó, MVP màn ra quân của họ lại không được thành công chả lắm khi đã có một trận thua trước đại diện mới lên hạng là Kudu Monster, đội được đánh giá là yếu nhất đúng LCK rồi. Mùa này thì tôi nghĩ rằng ở cái trận đấu này MVP cái cửa thắng họ cũng không quá cao khi đối thủ của họ là một super team. Tuy nói là như vậy nhưng KT thì cũng có một màn khởi đầu không quá hoàn mạng, không quá hoàn hảo khi họ để thua trước Africa Freak với tỷ số 2-1. Cũng hơi dở một chút. Rõ ràng Africa là một đội tuyển không đánh giá cao hơn KT nhưng mà họ cuối cùng họ đã ngã ngựa rồi. Thì cũng không có lý do gì trước một đội tuyển MVP, một đội tuyển cũng đánh giá. Tôi nghĩ là cái mức độ sức mạnh của MVP với Africa nó cũng không chênh nhau nhiều lắm. Có thể là Africa được giới chuyên môn nhận định là nhỉnh hơn nhưng không quá nhiều. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta vẫn hoàn toàn có thể tin tưởng vào MVP, một trận đấu mà họ có thể khiến cho Super Team sẽ phải gặp khó khăn. Và với những người đang ngồi ở trên màn ảnh nhỏ các bạn đây thì không có sự thay đổi về mặt nhân sự nào của KT khi cái dàn sao chính của họ sẽ vẫn ra quân với Smap, với Score cùng với những thành viên còn lại ở trong đội hình của mình. Khả năng Rust được ra quân quả thực là rất là thấp khi mà Score vẫn đang là một người chơi đi rừng ổn định bậc nhất ở khu vực LCK này. Cho đội MVP họ cũng có một vài nhân tố ở khu dự bị nhưng vẫn ở trận đấu này thì Pilot sẽ ra quân chứ không phải là Maha nữa. Pilot sẽ là xạ thủ được xuất hiện ở trong trận đấu đầu tiên này. Yên ở vị trí đường giữa hỗ trợ là Max, đường trên là ADD và đi rừng là Beyond. Với chàng Max này thì được biết đến là một người chơi khá là đem những ra những vị tướng dị ở khu vực hỗ trợ, hạn như Cyan của anh ta hay Thresh của Max cũng hay rất hay được cấm mỗi khi mà các đội tuyển phải đối đầu với MVP. ADD, BDD, không biết là đây cái tên này có lấy nguồn cảm hứng từ BDD không, nhưng mà hai người chơi BDD và ADD có cái tên khá giống nhau. Nhiều khi tôi cũng hay nhầm lẫn giữa hai cái tên này. Và trận đấu sắp sửa đã bắt đầu rồi. Tôi cũng đang mong chờ những phần cấm quan trọng để xem ngày hôm nay thì Hàn Quốc có đem thêm những gì điều mới mẻ chúng ta nữa hay không. Từ hôm đầu đến giờ thì chúng ta có những cái gì được nhỉ? Từ hôm đầu thì có nhiều nhất đó là tập trung cấm và hỗ trợ và xạ thủ rất nhiều. Đó là Andrew, Sen, Tamken, Brom. Còn những cái lượt lựa chọn dị thì mình thì tạm thời bây giờ vẫn chưa có quá nhiều khi mà Azir và Rai quá mạnh ở đường giữa. Còn đường trên thì thường thường là sự xuất hiện của Gangplank, có một vài trận đấu với Camille hay là Na là cái meta hiện tại của khu vực đường trên. Đi rừng thì vẫn chỉ xoay quanh cái màn tranh chấp Sejuani, Javan, Kha'Zix mà thôi. Sau đó thì đường dưới thì nó mở ra hơn nhiều với Varus, với Saya, với Sivir, rất nhiều thứ. Nhưng vào sáng sớm hôm nay thì châu Âu đã đem lại cho chúng hai con bài ở meta cũ, đó là Cho'Gath đường trên và Galio ở đường giữa. Cho'Gath đường trên và Galio đường giữa khá thú vị. Và người châu Âu thì vẫn vậy thôi, họ luôn luôn tin tưởng vào những vị tướng mang tinh thần chống chịu nhiều trong mỗi trận đấu. Chúng ta có thể thấy một vài những thông tin nhỏ trên màn hình khi player sự so sánh giữa hai xạ thủ của hai bên. Có thể không hẳn là key player của bên phía MVP nằm ở vai trò xạ thủ, nhưng Pilot ngày hôm nay vào mới vị thế là một người chơi dự bị, anh ta được thay vào sân thì cũng hy vọng là có được màn cống hiến. Nhưng những cái gạch đầu dòng của anh ta nghe chứ không tươi lắm nhỉ. 147 game thì 69 win và 78 lose, nghe nó cứ gãy kiểu gì ấy. Và KDA cũng không thể so sánh với Dev khi Dev đang là người đứng đầu với KDA thì phải với 5.4. Anh ta là người có KDA cao nhất trong toàn bộ các xạ thủ ở cái giai đoạn mùa hè năm 2017 vừa rồi, và cũng là xạ thủ có được nhiều số mạng nhất là 176 mạng. Chúng ta đều được biết đến Dev là một mẫu xạ thủ có giai đoạn đi đường rất an toàn, sau đó anh ta mới chứng minh cái khả năng của mình trong pha giao tranh. Nhưng kể cả như thế, Dev vẫn có được rất nhiều điểm hạ gục. Trong đó thì Pilot, cái khoảng thời gian anh ta được đánh chính nó diễn ra khá là lâu rồi. Pilot thường xuyên góp mặt ở trong các đội tuyển với vai trò là người chơi xạ thủ dự bị mà thôi. Đây, trận đấu sẽ được bắt đầu, nhưng trước hết thì chúng ta cùng theo dõi về cái dự đoán một chút của khán giả cũng như là chuyên môn. 88% cho KT cũng như là 12% cho MVP, nó không quá gây ngạc nhiên. 3023 phiếu với 398 phiếu, nó cũng chênh lệch rất là lớn luôn. Nhưng với việc có 12% đặt niềm tin vào MVP cũng chứng tỏ rằng đó là cái phong độ của KT roster cũng chưa khiến cho những khán giả
cảm thấy quá yên tâm. Bởi vì với những trận đấu mà SKT ra quân, cái phần trăm dự đoán cho SKT thường thường nó vượt con số 90, thậm chí có thể 95% dành cho SKT. Nhưng đối với một đội hình KT roster, kỹ năng cá nhân của họ vẫn đang là rất tốt. Nhưng cái sự ổn định trong phong độ, nhất là đối với Pawn ở đường giữa, hoặc là thỉnh thoảng Score cũng hay đưa ra những cái quyết định khá là sai lầm trong pha giao tranh quyết định. Chính xác, kết quả thi đấu của KT đang nhẽ ra phải ổn hơn cơ. Họ đang có nhiều siêu sao, nhưng thành tích thì nó lại không cho ra giống như là một đội tuyển siêu sao cho lắm. Thành tích của họ tôi nghĩ chỉ tầm mức độ gọi là khá ở FCK mà thôi. Giá như một đội tuyển chỉ có khoảng 1-2 ông sao chính, còn những cái ông sao còn lại là chơi xung quanh và làm vệ tinh những ông sao chính đấy, thì cảm giác của tôi những cái đội tuyển đấy nó mới dễ là đội tuyển vô địch của những cái giải đấu chuyên nghiệp. Chứ còn một đội tuyển mà nhét quá nhiều sao vào đấy cuối cùng thì cũng hình như là trong cái năm 2017 rồi có KT cũng có vô địch một cái giải, những giải phụ thôi, không ăn thua. Kespa Cup thì phải. Đúng, cái giải tiền mùa giải của LCK, Kespa Cup. Và cái giải đấy thường thường nó chỉ mang tính chất khởi động và nó không đem nhiều ý nghĩa. Chẳng hạn như khu Trung Quốc, Snake cũng đã giành được vị trí thứ nhì, nhưng vào giải trong họ vẫn đánh thua như bình thường. Đánh thua những cái đội tuyển mới. Và ngày hôm qua, đấy thôi, Snake cũng đã thua. Có một trận thua 2-1 trước một đối thủ tương đối vô danh. Và đối với cái roster, họ cần rất nhiều điều phải làm với cái đội hình siêu sao này. Đúng như anh An nói, 5 siêu sao chưa chắc là hay. Và chúng ta đến ngay phần cấm và chọn. Ở cái lượt cấm trước đây, chúng ta được nhìn thấy đó là KT cấm đi khá nhiều những con bài đi rừng, tới 3 vị tướng đi rừng. Nhưng trước hết, ở bên phía đội 1 họ cấm đi Kog'Maw trước. Trong khi đó thì bên kia thì cấm ngay Flank, đều những vị... Cảm giác của tôi ở Hàn Quốc cái này, Kog'Maw gần như là auto cấm ấy nhá. Nó giống như là cái on đợt đầu mới ra ấy, thì con Kog'Maw này mặc định bị cấm. Mặc dù nó là vị tướng xạ thủ, nhưng chúng ta có thể mường tượng được ra cái mức độ gọi là gánh team cũng như là cái mức độ mạnh mẽ của Kog'Maw về cuối trận đấu nó ghê đến như thế nào. Đó. Và trong cái bối cảnh meta hai khiên cổ vật bây giờ thì Kog'Maw nó trở nên rất khó để hạ gục ở giai đoạn sau. Với cái lớp giáp ảo đến từ cái mặt nạ, cái vòng tay Targon, Sejuani bị cấm đi từ KT không có nhiều điều khó hiểu. MVP ở đội 2 tôi nghĩ rằng họ sẽ phải thiên hướng nghĩ đến lượt cấm vào Kalista cùng với Ezreal. KT lượt thứ 3 họ có thể sẽ cấm đi Nod, Kha'Zix hoặc là Rai hay là Mazzaha trong tay của Ian. Và đó sẽ là Tam Ken hợp lý chứ. Tam Ken đường dưới cũng đang là một cái trào lưu mạnh, không chỉ ở Hàn Quốc mà trên khắp cả thế giới nữa. Cái con bài này hỗ trợ nó đắt, nó đảm bảo cho cái đội tuyển mà sở hữu Tam Ken ấy có thể đánh tướng xạ thủ rất đa dạng. Kể cả là bạn có thể vác cả Vayne viếc vào cũng được. Ezreal bị cấm, một con bài cơ động và rất mạnh. Vayne đang bị lỗi, tôi khẳng định là cái pack này là Ezreal đang bị lỗi. Lỗi đam cực kỳ luôn. Nhưng mà việc cấm đi là hoàn toàn chính xác. Nhưng khi chúng ta đã cấm đến 3 xạ thủ thì cái việc mà KT buộc phải first pick một xạ thủ khác là điều hoàn toàn dễ hiểu thôi. Và bên phía kia thì có ngay hai sự lựa chọn mạnh ở khu vực đường trên và đường giữa, đó là Azir cùng với cả On nữa. Với cái bối cảnh là bạn phải dành quá nhiều những cái sự chăm sóc dành cho những lượt cấm vào xạ thủ cũng như là hỗ trợ, nó để hở ra rất nhiều những con bài mạnh, chẳng hạn như Javan, On hay là Azir. Và các đội tuyển mạnh cũng hài lòng với việc để cho đối phương có được những con bài này để cho xạ thủ của mình có được một sự lựa chọn tốt nhất. Và đối với Dev là Varus, Na đường trên đối đầu với On không gặp quá nhiều khó khăn. Và bây giờ Pawn có thể lấy ngay Rai ở lần lựa chọn này để đối với Azir. Chắc chắn rằng giai đoạn đầu Rai sẽ gặp nhiều khó khăn đối với Azir, nhưng về giai đoạn sau thì Rai sẽ không còn gặp những đúng cái khó khăn như những giai đoạn đầu nữa. Nhưng mà Mazzaha thì nếu như trong cái bài toán mang tên Azir đặt ra hai lời giải khác nhau là Mazzaha cùng với cả Rai thì có vẻ những người chơi chuyên nghiệp bây giờ đang khoái Mazzaha hơn. Với việc là lấy cái điểm ngọc tái tổ hợp, có cái điểm máy dọn lính và cầm Mazzaha ban đầu thua mà ít thôi, không thua quá nhiều, nó sẽ giúp cho cái giai đoạn đến với những cấp độ sau của Mazzaha nhanh hơn và không còn khổ sở như trước đây nữa. Tristana được khóa, ui dạo này tôi có nhiều ác mộng với Tristana lắm rồi ý. Con xạ thủ này quá mạnh ở đường dưới và cái độ im ba của nó, ngoài ra thì cái tốc độ đẩy trụ thì tất nhiên là không cần phải nhắc đến quá nhiều rồi. Nhưng nếu như cái đội tuyển sở hữu Tristana ấy, mà có lợi thế ở khu vực đường dưới thì một khi bạn đã mất một trụ là bạn phải mất thêm hai và cái trụ thứ ba, cảm giác, cái là cảm giác của tôi.
Zach bị cấm đi đến từ MVP. Và có lẽ rằng sẽ có một lượt thêm cấm KT vào vị trí của Brom. Và sau Brom, không, họ quyết định là cấm hai hỗ trợ. Tôi tưởng rằng họ sẽ để hở ra Janna, nhưng họ quyết định là không để cho Janna. Như vậy là KT khả năng cao sẽ cấm Janna và Brom ở cái phase 2 của lượt cấm này. MVP sẽ cấm tiếp vào Kha'Zix của Score. Mình nghĩ là như vậy. Nhưng nếu cấm đi Brom thì không phải là hết hỗ trợ để đánh. Chúng ta vẫn còn Alistar, chúng ta vẫn còn Taric. Và nếu như cần thì một vị tướng mang tính hướng bảo kê như Lulu hay Nami cũng đều có thể xuất hiện ở trong đội hình của MVP. Họ không thiếu hỗ trợ để chơi, nhưng vấn đề là KT muốn loại nốt một con hỗ tướng hỗ trợ nữa hay không. Nó có ảnh hưởng gì đến những chiến thuật mà họ đang có hay không? Bởi vì với Mazaha thì đôi khi cũng sợ những cú lốc hoặc những cú đẩy ra của Janna nó ngắt đi cái chiêu cuối, nó cũng hơi dở. Và Sen bị khóa lại. Sen khóa này là Sen hỗ trợ nhé, chứ không phải là Sen đứng trên. Đúng, Sen hỗ trợ trong một khoảnh khắc đã quên mất con bài hot pick ở vị trí hỗ trợ này, đó là Sen. Với khả năng bảo kê tốt cũng như là đặt ra và khả năng mở giao tranh cũng cực kỳ ổn với cái combo vành bộ tốc biến của mình nữa. MVP họ sẽ lấy rừng ở trong sự lựa chọn này. Tôi nghĩ là như vậy. Savannah đi rừng dành cho Beyond. Khả năng dọn dẹp lính quái vật rừng ở những cấp độ đầu là cực ổn đến từ Savannah. Và lượng sát thương sau khi hoàn thành xong được cái phù phép huyết đao cùng với búa băng là cực kỳ ghê gớm đến từ cô nàng này. Lulu à? Chắc là cái lựa chọn Lulu này nó đến từ động thái đối phương chọn Savannah, một vị tướng mang tính hướng lao vào nhưng lại không có nhiều CC lắm, mà kể cả có CC cũng không sợ. Vì Lulu khi mà được khóa lại nó luôn luôn đảm bảo một cái sức sống mãnh liệt cho vị tướng xạ thủ. Và bản thân của Varus cũng được lợi rất nhiều từ Lulu, được tăng thêm tốc độ đánh đến từ lưu hương sôi sục, rồi đối phương lao vào sẽ bị hóa cao. Có Taric cũng là một lựa chọn không tồi đấy. Như tôi đã nói, nếu như bạn buộc phải lấy chống chịu hỗ trợ thì còn con Taric và con Alistar, liệu là MVP có lấy Alistar hay không này? Ít nhất là cả Taric và Alistar đều đảm bảo được, đó là vẫn lên theo kiểu hai khiên cổ vật bình thường. Đúng, giúp cho những cái người xạ thủ mình có được một lớp giáp rất tốt cùng với khả năng hồi phục ở khu đường dưới. Và nói về hỗ trợ thì như đã nói, Thresh là tướng tủ của Max. Thì có thể do đã lên nên người ta sẽ làm tốt. Tuy nhiên cái sức mạnh của Thresh về sau thì khá là hạn chế, khi mà Thresh rất dễ dàng có thể bị giữ lại và trở nên phế với một tình huống âm ti trói buộc đến từ Pawn. Đấy là lý do vì sao Thresh bị ít chơi đi trong khoảng thời gian gần đây. Nó chỉ mạnh ở giai đoạn đầu và giữa như là lợi nói thôi. Thế còn về cuối game thì thực sự là Thresh nó cũng hơi bị vô định. Về cuối game khi mà các dàn chắn bắt đầu trở nên cứng cáp hơn thì sẽ không có nhiều kẽ hở lắm cho Thresh có thể kéo được những người ở khu vực tuyến sau. Mà kể cả kéo vào Mazaha cũng không được, bởi vì cái lớp nội tại của Mazaha. Và đấy còn chưa kể đến tình huống là cái chiêu cuối của Taric nó có thể gần như coi như là bỏ qua cái vụ kéo kiếp của Thresh. Nó không có nhiều tác dụng lắm, trừ khi bạn sử dụng Thresh về cú trận đấu giống như là vị tướng bị bắt lẻ mà thôi. Hoặc là phải có được một cái lượng dồn sát thương cực kỳ khủng khiếp để có thể bốc hơi ngay một thành viên trước khi cho cái vũ trụ dạng người ở Taric có thể được đáp xuống. Azir về giai đoạn sau có thể làm được điều đó với những cú xỉa cực kỳ đau của anh chàng này. Thậm chí rằng chỉ 2 đến 3 cú xỉa cũng khiến cho Varus của Dep trở nên xây sẩm mặt mày. Score có Java, một con bài đi rừng rất mạnh sau Sejuani. Beyond, anh ta có cái cơ hội được lấy Java trước nhưng anh ta lại lựa chọn Savannah. Nhưng tôi nghĩ rằng đây cũng là một cái động thái ổn đến từ MVP khi họ đều phải đối đầu với đội tuyển mạnh hơn. Việc đưa ra những cái con bài bất ngờ là điều hoàn toàn hợp lý. Bất ngờ phải đi kèm với thực tiễn nữa cơ, chứ còn bất ngờ chỉ trên lý thuyết thì đôi khi cũng không ổn lắm. Và trận đấu được đánh giá là cực kỳ khó khăn cho MVP, sắp sửa được bắt đầu rồi thì cảm giác của tôi nếu như họ không làm tốt được nửa đầu trận đấu thì họ có thể thua ngay trước phút thứ 30, bởi vì cái sự quyết tâm của KT ngày hôm nay đến với cặp EO3 này là cực lớn. Vâng, một trận đấu đã bắt đầu rồi. Như tôi đã nói, KT cần điểm để nuôi dưỡng cái hy vọng vào top 4. Nhiệm vụ của họ phải là vào top 4 chứ không phải là hy vọng nữa. Nói thế nghe nó hơi lệch sắc cò một chút. Và tôi vừa nhìn thấy ADD, anh ta vừa mất đi một món trang bị khởi đầu của mình. Đó là cái mắt kiểm soát. Và món trang bị ADD khởi đầu là gì đây? Anh ta chỉ có một cái máy dọn lính, 6 cái máy dọn lính và một cái bình thuốc tái sử dụng. Như vậy anh ta chưa mua đồ à?
Tôi không biết, nhưng tôi nhìn thấy một con mắt kiểm soát ở đường trên. Như vậy là sẽ không có đủ tiền để mua thêm một món trang bị khởi đầu, chẳng hạn như là khiên Doran này, bình thuốc tái sử dụng nữa. Thế là như thế nào nhờ? Như vậy là với... thậm chí ta còn không đủ tiền để mua một cái món trang bị rẻ hơn là cái phòng năng ám nữa. Nhưng tôi đang tự hỏi, tại sao lại là mắt kiểm soát và tại sao nó lại cắm ở kia? Đấy là câu hỏi của tôi. Đổi đường bây giờ thì gần như chẳng đội nào áp dụng nữa, nên cái việc cắm mắt như vậy cũng không phải là để dò đổi đường hay thế nào cả. Hay là cắm như thế để kiểm soát một chút thông tin rằng rừng đối phương ăn ở đâu? Bởi vì nếu như mà Smap vào giúp hay không vào giúp thì có thể đoán được cái việc mà khởi đầu rừng của Score. Quả thực là cần phải có nhiều những câu hỏi được đặt ra. Sách phép. On cầm sách phép. Như vậy là chơi theo cái kiểu là thôi thì tôi lên tôi ôn in với anh và tôi sẽ cố gắng cầu máu anh và tôi sẽ dùng mất hai cái điểm của cái bình thuốc kia. Xong tôi về tôi sẽ đổi sang dịch chuyển tôi lại lên hả? Hay như thế nào? Thì cũng chẳng có lý do gì bạn phải bỏ đi cái món trang bị khởi đầu của mình. Kể cả cho bạn có cầm sách phép đi chăng nữa. Và cái động thái của hai thành viên MVP cũng là giả vờ ăn con bùa xanh, sau đó ra đường muộn, như vậy là sẽ một phần nào đó giấu được cái thông tin về cái bãi bùa lợi mà Beyond khởi đầu. Pilot cũng và Mark cũng ăn được khoảng 1/3 máu con bùa xanh, cũng mất máu, mất năng lượng bình thường. Như vậy là Katie sẽ không hề biết cái lối đi rừng của Savannah đến từ Beyond. Beyond lấy nhánh phụ vào cái cảm hứng, như vậy là anh ta có được một cái đồng hồ ngưng động là cái đã. Hoặc là anh ta cũng có thể lấy cái điểm đó là làm giảm tốc độ di chuyển của đối phương, thì anh ta sẽ được tăng tốc độ di chuyển mỗi khi di chuyển đến cái mục tiêu mà anh ta hạn chế về tốc độ di chuyển. Sau khi hoàn thành cái búa băng thì đó sẽ là một cái công cụ để giúp cho Savannah trở nên đu bám dễ hơn. Và Savannah vừa có lợi thế hơn một chút với chiến trường tranh nhau ăn cua, vì đơn giản là đường giữa Ian đang giữ một thế lính đẩy hơn, đơn giản là vì chất tướng nó là như vậy rồi. Và bây giờ thì ADD ở đường trên rất khổ, khi mà anh ta không hề có được một máu trang bị khởi đầu nào, đang bị đẩy lính vào trong trụ 19/12. May mắn anh ta còn có cái máy dọn lính để giúp cho giảm bớt đi một phần nào đó cái áp lực đến từ Smap. Quả thực sau trận đấu này tôi cần phải ra để xem lại cái meta mà On mua cái mắt kiểm soát ở giai đoạn đầu, nó thực sự nó đem lại hiệu quả gì. Anh ta nâng vào bánh Big Quy theo thời gian đi kìa. Tức là cái khả năng trụ đường của ADD là anh ta cũng tính toán hết bằng những cái điểm mà mình lấy rồi. Cứ sau bao nhiêu phút thì lại có một cái bánh Big Quy được rơi vào người và ADD sẽ ăn nó để gia tăng khả năng trụ đường. Và bây giờ anh ta mới mất lần đầu tiên bấm bình này. Quả là thật đúng là như vậy. Với On sách phép thì cái điểm bánh Big Quy luôn luôn là cái điểm mà những người chơi On rất ưa thích. On có thể đứng ở trên đường mua đồ mà. Thì khi mà chúng ta mất 75 đồng để mua cái mắt tím, con mắt tím nhá, xong rồi mất thêm 150 đồng để mua cái bình thuốc kia, đúng không? 150, đúng rồi, 150, thì có phải chúng ta tiết kiệm được khoảng tầm một lượng tiền hơn 200 gì như đấy. Vậy là anh ta đảo ngược cái công thức, bởi vì On không thể mua được những món trang bị tiêu thụ với cái nội tại của chính chúng ta xác. Được, cho nên anh ta mua mắt trước, chính xác. Sau đó là anh ta để dành tiền để lên cái thiên Doran sau. Như vậy là cũng khá là ổn. Quá ổn đi, nhưng mà quá ổn. Con mắt tím vừa rồi đã bị phát hiện bởi Smap và nó bị phá đi. Nó chưa đem lại được bất kỳ hiệu quả nào cụ thể với cái lối lên lên đồ này của anh ta. Đồng ý, tức là tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm của Lợi ở việc đó là anh ta đảo đổi ngược công thức một chút, mua đồ tiêu thụ trước. Nhưng con mắt đấy nên cắm vào cái bụi cỏ chạc ba, đúng không? Ít nhất thì nó sẽ ở đấy và tồn tại lâu hơn. Chứ còn cái bụi cỏ kia thì có thể anh ta nghĩ rằng cái hướng ganh của Java nó có thể đến từ đấy. Nhưng với tôi thì ở 10 phút thi đấu đầu tiên, cái vị trí cắm mắt đấy nó không đem lại nhiều hiệu quả lắm cho ADD. Và cái bụi cỏ đó, những cái người chơi đường trên rất hay đi di chuyển vào và có thể phát hiện ra tương đối dễ dàng. Thì đúng như Lea nói, hoặc là người ta có thể cắm vào sâu trong rừng những cái bụi cỏ mà Score ít khi tiến vào, để giúp cho anh ta biết được cái hướng di chuyển của Score. Và đường dưới, Depp đang làm cực kỳ ổn. Nó về landing thì khó mà bộ đôi đường dưới đã có thể vượt qua được Mata và Depp, đang dẫn trước đối phương tới 12 chỉ số lính. Pilot liên tục bị cầu máu án tử trúng vào Mata nhưng không ăn thua. Lớp giáp và khả năng hồi phục đến từ Taric rất tốt. Và nếu như bạn không phải là một người chơi Tristana cực kỳ nhuyễn thì cầm cái kèo này là kèo khó. Dù sao thì Varus ấy, như đã từng phân tích rất nhiều, là con tướng xạ thủ ở những cấp độ thấp gần như mạnh nhất rồi. Có chăng thua thì bắn nhau thua với anh chàng Draven, hoặc là nhìn hơn Kalista một chút, 19/10. Còn những cái vị tướng như Chitana thì không, đường trên có đánh nhau. Và người có lợi thế là Smap, sau khi biến về dạng na khổng lồ, anh ta đánh đối phương cũng khá thấm đấy.
Và Score cũng đã sẵn sàng cho tình huống có thể băng trụ, nhưng Smash thì đã mất đi chiều cuối. Có cả Pawn đến nữa, đây cũng là một Mantha có chiều cuối ADD. Liệu còn có thể thoát đây không đây? Tung ra hỏa dương liệu triệu, tốc biến để né khỏi combo, nhưng vẫn bị dính âm tì trói buộc, quá khó cho ADD. Hút về trụ để thoát nhưng không được, chiến câu đầu dành cho Smash. Và hơi tiếc là anh ta không khởi động con dê lần 2 của mình để hất tung những thành viên đối phương ở trong trụ được. Cái cú chói đấy của Pawn là rất trí. Nếu như chỉ một mình ra van lên, không thể nào các anh thành công được. Nhưng thêm cả Mazaha nữa thì được. Nhưng tại sao cái tình huống đấy mà Pawn có thể đẩy lính nhanh mà lên được đường trên thì chắc là Ian vừa về nhà mua đồ à? Có thể là như vậy. Và cái hướng tốc biến của AD là rất tốt rồi. Anh ta tốc biến để né ra khỏi cú combo, anh ta không tốc biến về cái hướng gần trụ của mình mà anh ta tốc biến gần về phía Na, sau đó là tung ra cú hook về phía trụ của mình, qua đó hất tung được Javan của Score lên. Nhưng với việc Paul xuất hiện là quá nhiều thứ để cho ADD có thể trụ lại được. Và điểm chiến công đầu dành cho Smash. Như vậy là chúng ta cũng... cái điểm hạ gục vừa rồi nó không liên quan gì đến việc anh ta mua cái mắt kiểm soát sớm. Chả qua là anh ta... những cái đường độ người ta không đẩy lính nhanh bằng đối phương mà anh ta bị ganh thôi. Lao ra có cú đẩy nhưng đó là đồng hồ ngưng động đến từ Paul, dịch chuyển ra đến từ rất nhiều người của từ không thành công. Tốc biến lên lưỡi xoáy, Paul bị dính nhiều sát thương, anh ta lên bản đến số. Bion là người có điểm hạ gục, Score sẽ phải tìm đường khác để có thể rút về. Cơ dòng lửa đang nằm trong trước mắt của các thành viên MVP. Một set Vana đã cấp độ 6, trong đó Score chỉ có cấp độ 5, khả năng tranh chấp với cái trừng phạt là không cao. Và Pawn dạo này thi đấu vẫn như vậy, cực kỳ phập phồng. Có những lúc anh ta thi đấu rất hay và có những lúc thì anh ta cực kỳ ngớ ngẩn trong cái màn di chuyển của mình. Và vừa rồi cái việc mất đi cái đồng hồ ngưng động nó cũng tạo ra một cái bất lợi trong quãng thời gian tới. Vì thường những người chơi Mazaha sẽ chẳng bao giờ lên món đồng hồ cát, thậm chí là món lớn thứ 3 cho mình đâu mà. Bao giờ họ cũng cần phải có một đồ năng lượng hồi chiêu, đó là quỷ thư, sau đấy đến cái mặt nạ đoạn đầy. Và thường món đồ lớn thứ 3 sẽ là triệu hư vô để tối ưu hóa được sát thương, và đó là một món rẻ tiền nữa. Chứ ít khi ông nào lại giữ cái đồng hồ vụn vỡ chờ để nâng cấp thẳng cho mình đồng hồ cát lắm. Và nó rất là tốn cái chỗ trong kho đầu của anh ta nữa. Nhưng vì anh ta đang sử dụng cái nanh băng này kia thì khả năng cao là anh ta sẽ hoàn thành trước cái lừa yêu sách của băng hậu. Như vậy là cái mặt nạ đã đầy lên Rai lại phải chờ cho đến món trang bị thứ 3 cơ. Những tình huống lao lên đến từ Pilot cố gắng ăn lính, nhưng mỗi lần như thế anh ta bị dính vài cú bắn đến từ Dev, cộng thêm vào một pha mưa tên rất đau, sát thương theo phần trăm máu. Smash đường trên hoàn toàn không gặp áp lực gì cả với một điểm chiến công đầu, và khiến cho đối phương bị mất đi một vài chỉ số lính. Anh ta đang là người hoàn toàn nắm quyền chủ động ở khu đường trên này. Bion với màn hạ gục được Pawn ở khu đường giữa và đem lại cho mình con rồng lửa. Và với một Sivana ăn rồng cũng là rất là lợi với cái điểm sau khi Sivana được sửa, mỗi lần ăn được rồng anh ta lại được bổ sung thêm một chút cái chỉ số chống chịu. Cảm giác của tôi đấy là lấy cái kèo Thresh đường dưới này nó không hợp lý lắm, đúng không? Chất tướng nó không cho phép Tristana và Thresh có thể thắng được đường Taric với cả Varus. Nếu như thay vào đấy là một vị tướng mang tính hướng trụ đường tốt hơn, kiểu như nếu như thay Taric sang bên ấy, Tristana, tôi cũng nghĩ là Tristana mất nhiều chỉ số lính như vậy. Hơi tiếc một chút để chờ xem về giai đoạn giữa game. Nhưng mà cũng chả có cái chuyện mà Thresh có khoảng trống để mà đi đảo đường và thực hiện ra những cú kéo hay như thế nào đâu. Vừa rồi tất nhiên là Max đã góp công rất lớn vào việc hạ gục Pawn ở khu vực đường giữa bằng một tình huống tốc biến lưỡi ai xoáy. Nhưng thời gian tới thì nếu như áp lực đường dưới nó cứ kinh khủng như thế này thì chắc anh ta không đi nữa. Khi bây giờ Pawn chỉ cần cố gắng đẩy đường mà thôi, anh ta không cần đứng cao nữa để cho những người đồng đội của mình vẫn duy trì được cái lợi thế ở các khu vực đường của họ. Nhiệm vụ anh ta chỉ là cần không nằm xuống ở khu đường giữa là xong. Dev với Varus, một con bài đi đường rất mạnh mẽ gần như là nhất trong các xạ thủ hiện nay. Gắt nhờ. Rất khó để cho Pilot có thể làm gì được. Mỗi lần Dev đứng sau lính như này, Max hoàn toàn không có cách nào có thể chạm được vào người của Dev. Với việc nâng, có lẽ là anh ta đang nâng tối đa vào cái mưa tên, khiến cho Pilot gặp rất nhiều áp lực mỗi khi bị dính những bộ chiêu thức đến từ Varus của Dev. Như vậy là tiền tranh không kịp nhìn luôn. Tranh khoảng 4-500 gì đó. 4-500 tôi nghĩ là cũng nhiều rồi. Còn đấy, các bạn có thể nhìn là Dev kể cả là hỗ trợ của anh ta đã về rồi, nhưng vẫn thoải mái, không có nhiều áp lực. Bởi vì sao, tầm nhìn quanh đây rất nhiều, và thậm chí thỉnh thoảng lại có thêm một vài cái bánh bích quy trong người như thế kia nữa, thì anh ta kể cả chết hít lỗ mất máu thì anh ta vẫn còn máu để có thể chơi ở khu vực đường dưới. Tầm nhìn nhiều và hỗ trợ đối phương thì không còn tốc biến, không có lý do gì để Dev có thể bị nằm xuống ở khu vực đường giữa, ở đường dưới này. Thế trận đang nằm trong tay các thành viên KT, mặc dù chỉ số mạng chỉ là 1-1 mà thôi, nhưng với việc farm cũng như là đi đường tốt đã khiến cho họ dẫn trước đến 600 tiền ở giai đoạn đầu ván đấu như thế này. Pawn đường giữa hơi nguy hiểm
khi mà Crest của Map cùng với Savannah của Beyond đang có mặt ở gần đây. Pilot được đảo lên đường trên, dễ hiểu thôi. Áp lực ở đường dưới đến từ Dev là quá lớn. Như vậy họ sẽ bỏ ngỏ cái trụ 1 dành cho các thành viên của KT. Đấy là một gọi là bài toán, nó là bài toán không phải, nhưng đấy là một cuộc trao đổi. Tức là trao cho Tristana cơ hội được farm một cách dễ dàng ở đường trên bằng việc là đẩy 650 vàng cho đối phương. Ý tôi là cái trụ đầu ấy dành cho một người nào đó, và để cho xạ thủ ăn hết thì tốt quá. Chứ Taric hình như di chuyển ra để một mình Varus ăn thì phải. On đang muốn phòng ngự cái trụ này nhưng cực kỳ khó. Áp lực của bộ đôi này là quá lớn. Smap cố gắng phá đi cái tình huống ăn sứ giả cái đất này, lao ra từ nơi yên nhưng cú đẩy là hụt. An Từ cũng hụt luôn. Một pha thi đấu dẻo đến từ Smap, và bây giờ thậm chí rằng có sứ giả nước chưa chắc đã thuộc về các thành viên của MVP. Beyond rất thâm máu, Beyond trừng phạt được thành công, anh ta sẽ cố gắng nhặt, nhưng đó là cái giá phải trả cho việc bạn nhặt được cái tinh thể đó. Cái tinh thể thì không dám chắc rằng nó có biến thành một cái trụ ăn được hay không, nhưng cái mạng vừa rồi của Beyond là cái chắc chắn này, hất tung lên. Varus vẫn còn máu trong người nha, nhưng anh ta chắc là không thể hit and run được. Có lính làm bạn, nhưng cái màn thổi bẽ vừa rồi rất gắt. Tốc biến thoát đi, ADD đâm người theo, tốc biến lên tạo ra một vùng làm chậm, và cuối cùng thì vẫn phải lên bảng đếm số. Dev mặt vẫn tỉnh queo vì anh ta biết rằng mình đang khá giàu với lợi chỉ số lính thang trong người. Nó xuống một lần không ảnh hưởng gì cả. Đến từ Dev thì anh ta vừa có được một lượng tiền khổng lồ đến từ cái trụ một xong, 650 vàng, và về nhà chắc là đủ hoàn thành xong cái cuồng đao Gunsu chứ. Ui dồi, ta thậm chí còn giàu hơn, mua được thêm một cái mảnh giáp lụa nữa để hướng tới cái giày ninja. Với cái giày ninja được hoàn thành thì nó đảm bảo cho việc anh ta không thể nào solo tay đôi thua được sau vị trí của Pilot. Thậm chí là không có giày ninja, anh ta đã thắng rồi. Mata biến về, Beyond hoàn toàn không biết pha biến về của Mata. Anh ta sẽ phá đi con mắt kiểm soát này. Thế trận khó lấy cho MVP, liệu rằng họ có tận dụng được thành công? Thôi xong rồi, Mata phải mất tốc biến. Rất ẩu. Thực ra thì Mata có thể lựa chọn một cách tốt hơn là cố gắng đứng ở trong cái bụi cỏ đó bấm B về. Cùng lắm là cũng chỉ mất nửa máu trụ thôi, tôi không nghĩ là cái trụ này có thể bị công một cách dễ dàng như vậy. Với việc có mặt cả Smash ở đây nữa thì có lẽ một cú hook duy nhất là thứ mà con xin giải cái đất này có thể làm được. Chỉ là như vậy thôi, nửa máu của cái trụ một này, cái bùa lợi xin giải cái đất nó không đem lại cái nhiều hiệu quả như chúng ta đã nghĩ. Đấy nhá, bây giờ chúng ta phải lật lại vấn đề, tức là cái mạng của Beyond nằm xuống chỉ để lấy nửa máu cái trụ, nó bắt đầu thấy lỗ dần chưa? Rõ ràng là lỗ rồi, và con bùa đỏ này vẫn đang trong vùng không, nó đã thuộc về Beyond một cách hết sức chóng vánh khi anh ta là người có trừng phạt. Tôi thấy rằng Ian đã lên cái khăn giải thật tiên từ rất lâu rồi. Đấy là cái điểm hay của một đội tuyển chơi Mazaha, thường xuyên ép những thành viên chủ chốt của đối phương phải mất một lượng tiền lớn để lên cho mình cái khăn giải thật này mà không đem lại bất kỳ một nguồn lợi nào về đam cả. Đó là cái hay. Trong khi đó thì đường trên Pilot nào mất tỉnh táo. Tại sao lại phải lượt thượt đế để làm gì? Có thể là anh ta có thể bết chiêu để kéo đồng đội lên và thực hiện một pha tập kích phản ganh ngược trở lại, nhưng không hợp lý một chút nào cả. Bóng lông đen hơi muộn, và bây giờ người được chọn đó là ADD tung ra hòa dư hiệu triệu nhưng không kịp kích hoạt lần hai. Quá công kênh trong pha thi đấu của Pilot. Công kênh tức là ngồi dự bị. Anh ta mới được tung vào ngày hôm nay đúng không? Và đó là một vài lý do nho nhỏ khiến cho chúng ta có thể hiểu được là Pilot tại sao lại ngồi ghế dự bị. Hoàn toàn không đáng có. Khi bạn bấm nhanh lồng đèn bạn thoát về, bạn chả mất cái quái gì cả. Và cái lợi bây giờ trong trường hợp đấy cứ cho là Mazaha không trói được đi, thì cái thành tựu thu lại sau cái cú bết chiêu ấy là gì? Và thậm chí rằng với cái tốc biến giữ lại được, anh ta có thể quay trở lại để cứu rỗi những người đồng đội ADD của mình bị quay trong trụ. Cuối cùng anh ta mất đi tốc biến, anh ta mất đi một nửa lượng máu, và để mặc cho ADD bị quay bởi 4 con quái vật đến từ KT. Và bây giờ Pilot mất tốc biến, anh ta tạm thời là nhảy thoát đi được. Nhưng có lẽ rằng trận đấu đã dần dần tuột khỏi tay của các chàng trai MVP. Mặc dù họ có tới 2 con rồng với cái màn kiểm soát tương đối tốt của Beyond, nhưng tôi nghĩ đó chỉ là động thái mà KT chủ động bỏ rồng. Chứ nếu như KT thực sự muốn tiến vào hàng rồng để giao tranh thì có lẽ MVP không có cửa. Và như vậy là cái dự đoán của tôi giai đoạn đầu trận đấu trước khi trận đấu diễn ra cũng có vẻ là khá đúng. Khi mà với việc bạn lựa chọn threat ở đường dưới thì không có một thế trận thực sự là ổn, thì rất dễ MVP có thể thua KT trước phút thứ 30. Ngày xưa cái thời mà Threat còn lên ngôi ấy, thì nó khác bây giờ. Bây giờ cái tiết tấu ở đường dưới buộc cho bạn phải là người trụ đường thành công, hoặc là có thế lính đẩy tốt hơn thì Threat mới có thể đảo đi giúp những đường khác được. Nhưng bây giờ thì Threat và Tristana luôn luôn bị đẩy cao như thế này thì chắc không có thể có khoảng trống để được chơi. Kể cả là Max có là Bad Threat
thay thế cho Medline thì chăng nữa, tiểu Medline hay là đại Medline thì chăng nữa, mà không có khoảng trống thì anh ta cũng không được có cơ hội để kéo. Kể cả bố của Medline vào đây cũng không thể nào làm được gì hơn với cái bản stress này trong cái meta hiện tại. Anh ta phải đi với một xạ thủ mang tính chất là mở giao tranh cũng như là dồn sát thương cực kỳ kinh khủng, chẳng hạn như là Syra hay là Kalista cơ, thì may ra mới có thể tạo được áp lực khu đường dưới, nhưng đó chỉ là Tristana mà thôi. Và Varus cùng với Taric là một bộ đôi đi đường quá an toàn và vượt trội hơn về khả năng chết hit, thì không có cửa để cho Thresh có thể làm gì được, hất tung được. Như vậy thì sao đây, lao ra đến từ Beyond nhưng đó là cú hóa rồng rất xa, không thể nào làm gì được, đẩy được Mata về khi đã hết vũ trụ ra ngời. Mata có thể sẽ phải lên bảng điểm số score ra đây, nhưng ta quyết định bỏ bạn, đang chờ một tình huống combo khi mà Beyond hết dạng rồng. Pawn cũng đã đến rồi, quyết định là lùi về đến từ các thành chàng hai của KT. Tiệc tan rồi, đơn giản là Na còn đang ở rất xa và Smap không có dịch chuyển, không có cơ hội để đánh nhau khi họ đã mất người rồi. Và tôi có thể nói rằng cái lỗi di chuyển của Dev nó bắt cho Mata phải là người gánh chịu hậu quả, là người đổ vỏ trong pha thi đấu vừa rồi. Chứ đúng ra ấy thì người phải nằm xuống là Dev cơ. Nhưng có vẻ như cái mức độ tham vọng của MVP chỉ dừng lại là thôi thì chúng ta canh được một con hỗ trợ là được rồi, chúng ta đang thu tiền, chúng ta cần phải chơi chắc cú. Mata cũng hơi quá cẩn thận khi anh ta quyết định lần giật về một nhịp để xem Dev có gặp nguy hiểm gì không. Nhưng Dev cũng đã chạy thoát được và pha giật về khiến cho Mata bị đẩy lại đến từ cái phân chia thiên hạ của Ian. Tạm thời giảm đi cái tốc độ đẩy đường đến từ các thành viên của KT Roster. Ian đang bị bắt gặp ở đường trên bị làm chậm và có ngay cái trụ được đặt ra và Ian thoát về được thành công. Và kể cả không có trụ đặt ra đánh nhau thì tôi cũng không tin là Pawn có thể hạ gục được Ian trong pha thi đấu vừa rồi, vì anh ta có khăn giải thuật từ rất lâu như tôi đã nói. Đang muốn hướng đến cái gì đây? Cái cách lên đồ của Pawn đang hơi mâu thuẫn một chút. Anh ta hình như muốn lên chiếc mặt nạ hay lên thẳng hư vô. Lên thẳng hư vô bây giờ thì nó hơi không hợp lý lắm, bên đối phương chưa có ai có kháng phép cả. Có lẽ sẽ là cái mặt nạ đã đầy khi mà anh ta đang cần thêm máu cũng như là lượng sức mạnh, lượng cả xuyên kháng phép cộng thẳng, chứ không phải là cái chữ hư vô, bởi vì đối phương chưa có nhiều kháng phép đúng như anh An đã nói. Họ cũng có thể chơi theo kiểu chắc cú, khiến cho những tình huống chiều cuối anh ta chắc chắn là sẽ giữ được ai đó trong khoảng thời gian lâu nhất có thể, đó là cái dây chuyển chữ thập. Nhưng lên đồ như thế thì quả thực là hơi thiếu sát thương đến từ Mandaha. Và bây giờ ADD, anh ta có thể bị gank ở đứng trên, nhưng Javan này là một Javan lên full thủ, không có nhiều thứ để cho KT có thể sử dụng để bắt chết được vào một on trong trụ khi mà anh ta vẫn còn cho mình cái khoản dư hiệu triệu. Javan full thủ, nó làm cho tôi cảm thấy hơi tiếc, bởi vì trận đấu này KT đang xanh. Nếu như mà Javan lựa chọn cái phương án có phần mạo hiểm hơn, đấy là Javan lên full dam và thậm chí là lên sát lực, thì đây có thể là một trận đấu thắng rất nhanh của KT và thắng đơn giản. Nhưng nó cũng tạo ra được một cái sức rủi ro. Nhưng khi mà Javan lên thủ cái này thì vô hình chung KT cũng có thể thắng cái trận đấu này, nhưng nó mất thời gian hơn, đúng không? Hoàn toàn đồng ý với việc Javan lên full sát lực thì sẽ có những pha ép băng trụ rất là dễ. Và kể cả cho Ian có cái khăn giải thuật đi chăng nữa, anh ta cũng sẽ mất một nhịp để bấm cái khăn giải thuật khi mà bị dính cái chiêu cuối đến từ Pawn. Sau đó là một tình huống combo vào Javan, chắc chắn là Ian sẽ phải bốc hơi, kể cả cho có cái hồi máu đi chăng nữa. Đây là một cái lối lên trang bị củ chắc của Score. Và đúng là như vậy, Score kể cả anh ta đánh Elite cũng ít khi trận đấu anh ta lên theo kiểu Elite sức mạnh phép thuật. Anh ta là một người chơi mang tính chất kiểm soát nhiều hơn. Chứ nếu như mà đủ quyết đoán mà lên sát thương thì quá tuyệt vời. Hỗ trợ của đối phương chỉ là một con threat thôi, nó không thể có sức bảo kê như là Taric với chiêu cuối bất tử hay là với những cú nút của Tamken. Mà Javan mà bạn đánh với một lối chơi hổ báo và chính xác về chiêu thức định hướng, cứ uỳnh là chết người rồi. Tristana đang thọt chứ, thậm chí chẳng cần răng thật. Thậm chí với một Javan sát lực chẳng cần phải chiêu thức định hướng chúng, bạn chỉ cần combo để rút ngắn khoảng cách, sau đó đóng lồng lấy ngay một nửa cây máu của xạ thủ đối phương, sau đó cú đánh với dạ kiếm tóc tha lấy đi một nửa cây máu còn lại. Quá đau, nguỳnh thôi là có người chết rồi. Và bây giờ đang muốn tập trung ở đường trên khi mà On đang bị kẹt rất sâu ở trong khu vực trụ của họ. Ian sẽ bị bắt lại, anh ta có khăn giải thuật nhưng liệu rằng thế sẽ có đủ hay không khi mà Javan đang đứng sẵn sàng đằng sau trong một cú đóng lồng. Ian vẫn đang phòng ngự rất tốt, đã hoàn thành xong được cái Nainasaur và khả năng dọn dẹp lính đến từ Azir là khá ổn. Beyond đang đứng quét mắt ở đây nhưng ta bị phát hiện bởi con ma đến từ Pawn. Thế trận đang khá trùng lại. Ở trong khoảng tầm 5 phút vừa rồi, KT đang chưa tìm ra cách để có thể đánh được vào những công trình của MVP. Và cũng khá nhiều thành viên của MVP đã có khăn giải thuật rồi, nên cái sự lợi hại của Pawn nó sẽ bị giảm đi bằng chiêu cuối của mình. Nhưng mà Pawn lại không lên mặt nạ, Pawn lại lựa chọn lên trước, đấy là chuyện pha lê Rylai.
rồng, rồng gió của trận đấu đã thuộc về KT. Và đáng buồn là hai con rồng trước thì MVP đã ăn, nhưng đấy là sự đánh đổi của KT mà thôi. Cái lúc mà đối phương đang ăn rồng thì họ đang ăn những mục tiêu lớn là trụ của đối phương ở những khu vực khác. Hiện tại tiền đang chênh, nhưng số tiền này vẫn chưa được dùng vào để đầu tư có lãi. Và từ nãy giờ cả hai bên vẫn đang dậm chân tại chỗ. Tiến độ trận đấu rất chậm. Và với một pawn lên cho mình cái chữ Farerara này, anh ta sẽ là một ma giá hay hiệu ứng mà thôi. Anh ta biết được rằng cái chiều cuối mình sẽ không giữ lại được các mục tiêu bị đã có khả giải thuật, như vậy ta sẽ bổ sung thêm cái làm chậm nữa, đó sẽ là một cái thứ gì đó khó chịu những pha giao tranh. Và bây giờ Pilot bị dính chiều cuối, may quá có đồng hồ ngưng động. Beyond đang muốn lao ra nhưng Pilot vẫn bị cấu đi nửa cây máu. ADD lao ra có gọi dê, Beyond lao vào, anh ta bấm đồng hồ ngưng động không có quá nhiều tác dụng, bị dính cái âm ti trói buộc. ADD đang bị quay, ta bị đóng lồng tốc biến thoát đi, và bên Smash đã có đầy nổ cú hất tung hai người làm choáng rất tốt. Combo tiếp theo được dồn vào, có trụ được A của Azir được rào ra. Azir đẩy được một người, đó là Score. Nhưng Score có đồng hồ ngưng động, anh ta thoát về được nhưng vẫn bị Lư Ai xoáy ngược về. Smash còn đang rất khỏe, đáp đầy máu. Và đó là một đổi một dành cho cả hai bên. Nếu như có replay thì các bạn có thể thấy con dê vừa rồi được tung ra bởi ADD là con dê vô duyên nhất của LCK từ đầu mùa giải đến giờ. Khi 5 người chia làm 2 tuyến, vậy mà anh ta lại xiên được con dê vào giữa đó. Một cú kéo cực kỳ chí mạng. Smep đang bị gắn bọc chất nổ, Dep bắn đầu. Dep được bắn cháy máy với những món đồ trên người của mình, thì Beyond không phải là đối thủ của Dep. Và cũng rất may là Beyond có thể dẫy về với tốc độ di chuyển của mình. Nhưng cái pha thi đấu vừa rồi là một pha thi đấu trách bụi đầy bất cẩn của Smep, hoàn toàn không đáng có. Cũng may là anh ta chưa phải mất đi phép bổ trợ nào cả, chỉ một cú nhảy là có thể thoát về được. Và Dep vẫn giữ được cái vị trí rất tốt trong pha giao tranh thì anh ta hoàn toàn không mất máu. Hãy cùng xem lại pha thi đấu này. Nhìn nhá, các bạn có thể xoáy sâu vào con dê, tại sao lại có thể vô duyên đến như vậy được? Nó kim xuyên khe, nó lọt vào giữa hai tuyến, rất là buồn đó. Nhưng nếu như con dê đó trúng thì tôi nghĩ rằng cái giao tranh này nó còn khốc liệt hơn nữa, nó không chỉ dừng lại mức độ là tiềm năng như thế này. Cuối cùng nó chỉ là một đợt một cho cả hai bên mà thôi, và nó cũng không ảnh hưởng gì đến cái tiến độ trận đấu. Nó đã bị một phần nào đây delay từ nãy giờ rồi. Hai đội sẽ tiếp tục quay trở lại farm. Có một nơi hiện ra, đây có thể sẽ là một nơi mà KT muốn câu cho đối phương vào để phá bỏ cái thế trận mà Chitana cứ farm chỉ chạc như này. Mặc dù cái tốc độ farm là khá chậm đến từ anh chàng Pilot, nhưng dẫu sao anh ta cũng đã có được một lượng sức mạnh tương đối ổn trên người khi bắt đầu chuẩn bị hoàn thành xong được cái giao điện static. Đó sẽ là một ngưỡng sức mạnh mới của Chitana và sẽ phải dè chừng. Và đến thời điểm này thì cái lối lên trang bị full thủ đến từ Score cũng đã có tác dụng, nhưng đúng như anh nói, nếu như đó là một Javan lên full sát thương có lẽ trận đấu đã có kết quả từ trước. Và đấy là cái suy nghĩ cá nhân của tôi thôi. Khi mà bạn đang có được rất nhiều trụ của đối phương trong tay, đội hình của đối phương đang bị xé lẻ ra nhiều tuyến, thì đấy là một cái khoảng trời tuyệt đẹp để cho các Javan lên sát lực có thể đi tìm kiếm những con mồi đi lẻ của mình. Riêng cái tầm đấy, kiểu ADD mà đang lạc lối như này, chỉ cần một mình Smep cùng kết hợp với cả Javan nữa, bổ kiểu gì cũng có người chết lẻ nữa, là họ có thể đạt được những mục tiêu lớn tiếp theo. Nhưng có vẻ như áp lực cần có điểm khiến cho KT đánh cực kỳ chắc cú ở trong ván đấu đầu tiên của cặp BO3 này. Họ không muốn để mất đi bất kỳ lợi thế nào nữa, bởi vì nếu như là thua thêm một trận nữa, không chỉ đơn giản là mất điểm nữa mà còn mất đi cả niềm tin và sự kỳ vọng của khán giả vào họ nữa. Và thua với một đối thủ yếu như này thì đến lúc gặp những đối thủ mạnh thì họ không thể nào mà có thể tự tin được có điểm. Với những trận đấu dễ như này, chắc chắn là họ sẽ muốn có được 3 điểm là cái chắc. Vừa rồi MVP muốn chuyển hướng sang khu Hammerdon để ngăn cái tiến độ đẩy, nhưng bây giờ thì KT có lẽ cũng chả sợ một pha ép vào Baron của MVP, tốc độ ăn không thể nào mà kịp được. KT vẫn sẽ từ tốn đẩy trụ trước khi quay trở lại khu hang Baron mà thôi, cho nên MVP quyết định là bỏ pha tiến vào Baron. Yên có thể bị bắt lại đến từ cái chiều cuối của Dep. Bây giờ mỗi lần Dep tung ra chiều cuối đó sẽ là một cơn ác mộng cho bất kỳ ai dính phải, và ngay sau đó sẽ là cái sát thương mà đến từ Mata bùa và kéo chúng Dep, nhưng không làm gì được cả với sự hỗ trợ của Mata rất kịp thời, vì họ biết là sát thương của MVP bây giờ không đủ đam để tiêu diệt được Dep theo kiểu một nốt nhạc. Bởi vì để đến nốt nhạc thứ hai thì cái chiều cuối của Taric sẽ rơi thẳng đỉnh đầu của Dep rồi, và lúc đó đấy là một thế hồi mã thương cực mạnh dành cho KT Roster, và họ đang có thế lính ở đường giữa này. Hơi tiếc một chút là Smep đã mất dạng na khổng lồ sau vài giây nữa mà thôi. Dê đến, lần này trượt nữa là không nói chuyện nha. Nó hất tung được Dep lên, nhưng như tôi đã nói thì chiêu cuối được hạ xuống của Taric, nó khiến cho sự tự tin của Dep quay ngược trở lại. Nhưng anh ta chưa có mục tiêu để bắn, chỉ đơn giản là phá đi mắt kiểm soát và quay lại. Nhưng quan trọng nhất, mục đích câu kéo thời gian bla bla các thứ thì cũng chỉ dừng lại cái trụ thì đã ăn được xong rồi. Pha timing khá ổn của ADD. Anh ta chọn cái thời điểm mà Smep đang
tiêu tốn những cái giọt nộ cuối cùng của mình để tung ra cái hỏa dương hiệu triệu. Nhưng cái chiêu cuối Mata nó đã phá hỏng hoàn toàn cái ý đồ muốn tấn công vào Dev. Mọi thứ đã là ổn, hất tung được Dev với hỏa dương hiệu triệu, có án tử chúng nhưng không thể nào có được lượng sát thương dồn vào, khi đó là chiêu cuối cực kỳ khó chịu đến từ Taric. Một trụ nữa dành cho KT, đó là trụ 2 đường giữa. Và bây giờ họ với cái trụ 2 này, lính đẩy cao ở cả 3 đường, họ đang muốn kiểm soát lại tầm nhìn hang Baron. Cú khe lửa vào hang Baron của ADD nhưng tầm nó không đến. Hơi ngắn, hàng họ là hơi ngắn một chút, dài ra tí nữa thì may ra Baron mới cảm thấy ngứa được. Lại một lần nữa thả ma, cái thời gian hồi chiêu của cái thả ma bây giờ nó rất là nhanh. Mà đấy còn chưa kể kết hợp với những cái điểm được lấy ở trên bảng ngọc tái tổ hợp nữa, nó còn nhanh hơn nữa. Thì cái món đồ này của những pháp sư mà muốn bản thân mình chơi theo hướng đa năng một chút, nó lên nhiều khi tạo cơ hội rất nhiều trong việc kiểm soát tầm nhìn nhá. Bạn cực kỳ an toàn với việc cứ thả ma đi trước xong mình đi cắm mắt sau, không cần ai cover đằng sau cả mà vẫn có được những cái lượng tầm nhìn nhất định. Nó như một cái con mắt nó liều thế nhở. Beyond mất đi cái khăn giải thuật, mất đi khăn giải thuật đó là một cái thứ rất nguy hiểm cho Beyond trong pha giao tranh sắp tới, không thể nào vùng vẫy được với dạng rồng quá lâu. Cú combo về của Scorch né đi pha án tử, và quả thực cái trang bị yếu sách của băng hậu này nó khá là bá đạo khi nó gần như là một con mắt vạn năng vậy. Bạn chắc chắn sẽ bắt gặp được hai người nếu như nó ở trong tầm bay của con mắt, bạn không cần phải đoán định là đối phương đang ở đâu, cứ thả ra nó sẽ tìm đến mục tiêu. Beyond nên nhớ rằng người ta không còn khăn giải thuật, nhưng Smap cũng không dám dấn quá cao trong một tình huống muốn băng lên, vì anh ta chưa biết được những người đồng đội của Beyond đang nấp ở chỗ nào. Từ nãy giờ cũng chỉ là xoay quanh kiểm soát khu vực hang Baron mà thôi. Ấy, và giao tranh có thể nổ ra, khó đánh làm choáng, mất hóa rồng. Anh ta chỉ mất hóa rồng mà thôi. Nhưng mà nói là mà thôi thì nghe nó hơi nhẹ nhỉ, chứ cần chiêu hóa rồng là cái chiêu quan trọng nhất của Shyvana rồi mà. Mà nói như vậy thì hơi nhẹ. Đó là công cụ tiếp cận duy nhất của anh ta. Ô thật đấy, ăn về hai người tôi nghĩ là được. Thời gian, máu, tốc độ bắn, sát thương đến từ cả hai người này tôi nghĩ là vừa đủ để có thể ăn cắp con Baron theo kiểu chớp nhoáng. Nhưng tất nhiên MVP cũng cực kỳ tập trung tình huống này, cắm một con mắt kiểm soát xuống và ít nhất biết được đối phương đang ăn Baron và sẽ tổ chức những tình huống gây áp lực. Có tele bên này, nhưng tele này là tele để kiểu gây áp lực bên cánh chứ không phải là tele để đánh nhau. Và ADD cũng biết được nhiệm vụ của mình đã hết, anh ta quay về một hướng rất an toàn. Smash đang có một lượng nộ đẹp, lao tranh sẽ có thể nổ ra. Mục tiêu tạm đoán là con rồng nước, nhưng có lẽ rằng bây giờ con rồng nước nó không phải là mục tiêu hai bên muốn nhắm tới khi con Baron vẫn còn sừng sững ở đây. Chỉ cần một bên tiến ra con rồng nước mà thôi, bên còn lại sẽ lao ngay lập tức với tốc độ nhanh nhất vào hai Baron. Và với tốc độ bắn như thế này đến từ Varus và lượng sát thương theo phần trăm máu đến từ bộ chiêu thức của anh ta, ăn Baron là rất nhanh. Tiếc là không có bên nào có được con rồng đất đá trong trận đấu này. Hơi tiếc. Varus đã rất nhiều đồ rồi, ba món đồ lớn đồng ý, trong đó có những món đồ với giá cả không cao lắm nhưng như vậy cũng được đánh giá là giàu hơn so với Tristana bên kia rất là nhiều. Trong khi đấy thì Tristana đang muốn hướng đến món đồ tốc độ đánh thứ hai của mình, có thể là cái súng đại bác liên thanh mà thôi. Hơi vô định là những gì mà KT đã trải qua trong khoảng tầm 10 phút trở lại đây. Tôi biết là cái sức đẩy của Smap đường dưới có, nhưng tất cả những gì anh ta làm được thì dừng lại mức độ là đến bậc thềm thứ hai của trụ thôi, là anh ta đã buộc phải lùi về rồi. Cái tầm nhìn mà Smap tự tạo cho mình là không nhiều lắm ở trong phần rừng của đối phương. KT đang thi đấu hơi thiếu tự tin một chút theo đánh giá của tôi trong trận đấu này. Đúng. Khi mà họ chỉ phải đối đầu với một đối thủ là MVP, nhưng họ không có những pha chủ động la vào. Đây là một tình huống như thế đấy, từ Score úp lông hai người, trong đó có Ian bấm lông đèn thoát về. Nhưng Beyond thì sao đây, anh ta có hạt thông nổ và Smap lao lên rất tự tin với một lượng nộ không hề có, nhưng ở dạng Natini anh ta ném rất đau. Đây này, có cơ hội đánh nhau rồi này. Sau khi ép ra rừng, đối phương mất chiêu cuối và mất cực kỳ nhiều máu, họ sẽ chủ động vào đánh ngân Baron. Nhưng có thể đấy là một cái bẫy lớn khi MVP cũng muốn mượn đào giết người, tức là muốn mượn con Baron để tẩy bớt đi lượng máu đang có trên người các thành viên KT. Nếu mà đi cái hướng như này thì họ sẽ không bị bắt. Mắt lại cắm xuống. Không có mắt luôn. Không có mắt luôn, và Dev đang đi tuyến đầu bị giữ lại. On không có gì để chạy cả. Nếu như còn sống thì bấm lồng đèn thì anh ta mới có thể chơi được. Trong khi đó thì Score combo ngược vào, nhưng hình như Score được đối phương giúp bắn ngược trở ra và anh ta cũng chả mất cái gì cả. Đó mới là tình huống bắn ngược trở ra. À không phải, Score tốc biến. Score đã mất tốc biến. Smap lao lên với dạng na khổng lồ, mất đi người chơi mở giao tranh mạnh nhất, đó là ADD. MVP rất khó có thể can thiệp được vào pha ăn Baron này, nhưng KT vẫn đang muốn chờ thi đấu rất chắc chắn. Tốc biến lên làm choáng, có khăn lửa thật bấm. Khăn
là thật chưa hồi, bấm được lồng đèn thoát về hồi lại giáp với cú combo mình. Smap nhảy theo tốc biến đến tự nhiên, Smap bị giữ lại, pha thi đấu hơi sai lầm Smap, anh ta bị dính án tử thôi xong. Thế bây giờ Ian Baron hộ pha thi đấu cực kỳ to tội của Smap. Không chỉ là Pawn mà cả Smap và thậm chí là cả những lúc là score người chơi cảm tưởng như là nền nhãi nhất của KT cũng mắc những sai lầm, tôi xin được phép dùng từ là ngớ ngẩn. Chẳng việc gì bạn phải bay sang tường tung cái cú boomerang theo kiểu cầu may như vậy cả. Thì cứ cho là bạn giết được Ian lúc đấy đi thì bạn đổi mạng, làm cho cái mạch ăn Baron tự dưng bị đứt quãng. Nếu như bây giờ quay trở về cả 5 người với lượng máu như thế, tôi nghĩ là họ ăn được Baron đấy. Hoàn toàn đồng ý. Hãy cùng xem lại file điều này, mục tiêu được chọn rất tốt, đó là Azir. Trước đó tôi đang muốn nói tình huống trước đó, đó là cú âm ti trói buộc vào ADD. Anh ta là người không có khăn giải thuật, nhưng quả thực cái pha lao vào này của Smap nặng, rất là nặng nề. Khi đó là tình huống muốn lao lên và đổi lại được một mạng của Ian, nhưng đó là pha tốc biến của Ian thoát đi được thành công. Cả hồi máu nữa. Cả hồi máu nữa. Nó khiến cho cái pha unbalanced của KT buộc phải dừng lại. Trong khi đó MVP có được con rồng nước thứ 2 trận đấu. Chắc chưa? 14-14, ai sẽ là người giữ được đây? Score là 1 tiến vào, trừng phạt là 50-50, score là người chiến thắng trong cú trừng phạt. Tốt, score đã kéo về thêm một chút lợi thế, mặc dù nó chỉ là con rồng nước mà thôi. Hỏa dương hiệu triệu kích hoạt, Dev là người bị nhắm đến tiếp theo, lưỡi hai xoáy án tử chính xác luôn. Nhưng có bất tử được trổi ra, vẫn kịp để cho Dev có thể được bắn, nhưng Dev bị khép góc quá nhiều, người lao đến là Beyond. Beyond chạy ngược trở về, chói nhưng khăn giải thuật và thoát đi. On bên này cũng mất tốc biến để thoát. Nhưng tôi không nghĩ anh ta sẽ thể thoát được. Score sẽ hồi combo, lao lên. Cần một cái hoàng kim giáp để làm chậm nữa. Nhưng làm chậm đến từ mưa tên. Thêm một mũi tên xuyên phá nhưng vẫn chưa đủ đam. Bây giờ mới là đủ đam này, một cú bắn thường của Dev. Hãy cẩn trọng, hãy cân nhắc về mặt sát thương. Lên. Thôi, thôi thôi bỏ. Đây đi. Là thời điểm mà anh nên về cùng những người đồng đội mình để ăn cây con Baron này. Beyond một lần nữa có trừng phạt, anh ta đã thua trong pha trừng phạt rồng với score. Và liệu rằng với con Baron này anh ta có giành được chiến thắng hay không đây? Yên đang cố gắng câu máu. Score còn khá thấp, máu lao xuống. Score là người có được con Baron lao lên và người được chọn đó là Yên. Beyond cũng phải lên bảng điểm số luôn. Pilot đổi được một mạng trong tay của Score. Pawn cũng đã lên bảng điểm số, bù lại Baron trên người ba thành viên của KT roster. Tạm thời chấp nhận được trong bối cảnh mà thực sự là KT vẫn chưa rõ rệt lắm về những sự gọi là chênh lệch sức mạnh so với đối phương. Mặc dù giao tranh trước đó của họ có thành công nhưng hơi vất vả một chút. Ăn xong Baron mà mất hai người thì cũng tặc lưỡi cho qua. Sát thương, đồ đạc trên những thành viên chủ chốt của KT bắt đầu nhiều hơn rồi. Nhưng không chỉ từ những sai lầm cá nhân mà chúng ta đang nhìn ra một KT khá bạc nhược, mà kể cả vào cái lối chơi cũng như cách đánh. KT nếu họ cứ đánh như thế này thì họ không thể tiến sâu vào mùa LCK này. Quả thực tôi chưa thấy quá nhiều điểm nhấn của về chiến thuật của KT cho trận đấu này. Họ thi đấu một cách khá là chung chung với chờ đợi sai lầm đối phương là chính, đúng không? Giống hệt hôm qua là kiểu Snake đánh, Sọc hôm qua đánh cũng kiểu công chúa ngủ trong rừng, và Sọc đánh hôm qua đúng theo cái phong cách của ZZR ấy, cái người đi rừng cũ của Snake đời đầu ấy. Ngủ trong rừng rất lâu và không tác động nhiều lắm ở cái các đường, mặc dù là sọt farm cực kỳ tốt nhưng kết quả nó không khả quan và không có lợi. Cái lối chơi của KT ngày hôm nay cũng đơn màu như vậy, các đường đi cậy vào kỹ năng người chơi tốt và chất tướng, họ đã đè được một vài đường nhưng sau đấy thì cái màn tổ chức đàn áp nó chỉ dừng lại mức độ là trung bình khá thôi. Nó chỉ là một vài cái áp lực nho nhỏ mà thôi, và MVP cũng đã phòng ngự được rất lâu trước những pha giao tranh họ để thất bại gần đây, khiến cho đối phương có được con Baron. Với con Baron này thì trận đấu sẽ được mở ra nhiều rộng hơn dành cho KT. Họ sẽ có thể lấy đi được ít nhất đó là dàn trụ ngoài của đối phương. Smap đã đục xong một, đó là cái trụ 2 ở khu vực đường trên. Na cuồng cung chúng ta cũng không còn quá mới mẻ với cái lối lên trang bị này nữa, sẽ giúp cho anh ta gây thêm sát thương cũng như khả năng dọn dẹp lính tốt, cùng với việc phá trụ cực kỳ nhanh ở dạng Na tí nị. Và nó vẫn đảm bảo được tốc đánh khi mà anh ta khóa về dạng Na khổng lồ. ADD tung ra chiêu cuối nhưng Taric vẫn còn cho mình cái vũ trụ dạng người, nhưng Mata bị chọc quá đau và người chơi Taric mang cho mình cái vũ trụ dạng người đã phải bị đẩy lui về. Và Mata không dùng vũ trụ trong pha thi đấu đấy, anh ta tính toán sát thương là đủ để đảm bảo rằng bản thân mình hay bất kể đồng đội nào của mình không thể bị hạ gục trong pha thi đấu đấy. Hết đam rồi, hết chiêu, đối phương hết chiêu và họ ăn được cái chưa ăn được, gần ăn được thôi. Và bây giờ thì sẽ là công cuộc ăn đi ở giữa của nhà đối phương, áp lực không? Không, score chỉ lao vào combo, trượt một cú, lui ra và chờ ăn nốt nhà lính. KT vẫn còn đủ 5 trói chúng kìa. KT vẫn còn đủ 5 cái chiêu cuối cho mình và họ chắc chắn rằng sẽ có được một đường
Na vừa hóa ra dạng Na khổng lồ và MVP không thể nào dám lao ra khi mà đối phương vẫn còn bù lại Baron trên người quá nhiều thành viên như thế này. Cố gắng chọc đến tự Yên, khả năng phóng ngự đến tự Azir là khá tốt. Smash vừa mất dạng Na khổng lồ xong, cú kéo nó chỉ trúng vào cò mà thôi. Nhưng Smash bị cầu máu, anh ta còn nửa lượng máu, tung ra hỏa dự chịu không hất tung được đép lên. Và đó là thời cơ để cho KT tiếp tục quay trở lại đẩy đường với bùa lại Baron này. Đép đang hồi phục tương đối tốt với những cái điểm của cái vòng tay Targon anh ta đang mà trên người. Không, anh ta đã mất đi rồi, đó là những pha hồi phục đến từ Mata mà thôi. Lao ra người chọn đó là Pilot. Pilot bấm khăn giải thuật thoát đi, anh ta không bấm được vào lồng đèn. Nhưng người lên bàn điểm số đó là ADD. Cú hất tung của Smash là hơi chậm khi ta đã bị đẩy ra đến từ Pilot. Nhưng Mark bị giữ lại, Mark lên bàn điểm số hai đường dành cho KT. Có lẽ rằng đây là thời điểm mà KT có thể giành được chiến thắng ở ván đấu này. Hơi khó, đây là hai trụ đứng cạnh nhau bảo vệ nhà chính. Nếu như có đánh nhau ở đây thì sẽ khá là lỗ sát thương. Nhưng có lính siêu cấp ở đây, họ chỉ nên tập trung nhắm vào những cái trụ thôi, vì trụ không một chân và có thể né được những chiêu thức bắn thường được. Bắn trụ đi, một trụ rồi này, còn một cái trụ nửa máu nữa. Cố lên, cố lên, cố lên. Đối phương đang slow, đang lâu máu rồi. Dướn, dướn, dướn tí nữa thôi. Có trụ của Azir được đặt ra. Nhưng cái trụ này nó không khiến cho cái nhà chính không bị mất máu, vẫn sẽ đánh được vào nhà chính. Và combo lao ra người chọn đó là Bjorn bị làm choáng, trong đó có cả Pilot, và chiến thắng ở trong trò ván đấu đầu tiên dành cho KT Roster. Mặt của Dev có vẻ như không hài lòng lắm, mặc dù họ vừa mới thắng. Nhưng đúng thật, đây là một trận đấu vẫn dừng lại mức độ là bình thường của KT Roster. Họ cần phải thi đấu có nét hơn thì mới có thể có cơ để lọt vào top 4 được LCK này. Và rất nhiều thứ mà KT Roster cũng như MVP cần phải cải thiện ở trong ván đấu thứ hai cũng như là thứ ba nếu có. Và Vietnam Sport TV xin mời các bạn tạm nghỉ ít phút trước khi chúng ta quay trở lại với những diễn biến trong cặp đấu giữa KT Roster và MVP.